một kiểu đồ rất độc lạ Malaysia. Tuy nhiên thì nhiều khả năng là đội bóng của ông đang ở rất gần một bàn thua rồi. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, các cổ động viên đang hô vang Việt Nam. Và chúng ta chờ đợi bàn thắng thứ hai của Quế Ngọc Hải. 10 người Việt Nam đấu với 10 người của Malaysia. Việt Nam dẫn 1-0 và Quế Ngọc Hải đứng trước cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 dành cho Việt Nam. Các anh em Malaysia ở trên khán đài thì vẫn chưa được gầm vang tiếng ồn. Tôi thấy các anh em Malaysia trên khán đài thì đang cũng chưa rét lắm đâu, vẫn đang có những anh em cửa chân. Tuy nhiên thì sau bàn thắng nếu như có thể này của Quế Ngọc Hải thì mọi thứ sẽ khác. Chúng ta hãy cùng chờ vào khoảnh khắc này. Liệu có siêu không? Quế Ngọc Hải! Anh không cho đội tuyển Việt Nam. Ngồi trong cabin bình luận của FPT Play và chúng tôi nghe rõ từ tiếng 2-3 rô ở khắp mọi nơi. Quế Ngọc Hải không siêu, những cú ăn mừng theo phong cách của Cristiano Ronaldo. Đây là những sự đáp trả dành cho anh chàng phan cuồng bên phía đội tuyển Malaysia, anh chàng số 7. Một like đến từ huấn luyện viên Kim Van Gol. Vâng, huấn luyện viên Park Hang-seo thì đang chỉ vào đầu của mình. Một like từ ông Kim Van Gol và một bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam 2-0. Thầy Park ngày hôm nay rõ ràng là lên hình ít hơn ông Kim Van Gol, bởi đơn giản là có lẽ là ông Kim Van Gol nhiều tóc hơn và có một kiểu đầu độc lạ hơn. Ông ta nhiều tóc hơn nhưng mà đầu thầy Park ít tóc thì nhìn nó bóng anh ạ, nhìn nó được rực sáng. Giống như là cú sút này của Quế Ngọc Hải vậy. Hoàn toàn đánh lừa được thủ môn bên phía Malaysia. Đó là cái trình anh ạ. Đó là cái trình. Đó là cái trình. Ao trình, một cú lừa.